Thưa quý vị và các bạn, nấm hương là một trong những loại nấm hoại sinh thuộc nhóm nấm mọc trên gỗ, thích hợp với khí hậu ôn đới, có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe, được thị trường rất ưa chuộng. Tuy nhiên đây là loại nấm khó trồng, dễ bị bệnh, thời gian trồng dài hơn những loại nấm khác, khoảng từ 4 đến 5 tháng mới cho thu hoạch. Đây là những tai nấm hương được trồng trên giá thể mùn cưa từ gỗ cao su tại thôn Bli An, xã Ta In, của huyện Đức Trọng. Mời quý vị cùng đến thăm cơ sở này để cùng tìm hiểu xem quy trình trồng nấm hương thương phẩm tại đây có gì đặc biệt nhé. Anh Tăng tổ Phong đầu tư phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn Nấm Ngọc Bích chuyên trồng và sản xuất nấm hương, hay còn gọi là nấm đồng cô tại thôn Buri An, xã Ta In, huyện Đức Trọng. Sau gần 4 năm bắt đầu thử nghiệm trồng trên diện tích nhỏ. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Nấm Ngọc Bích đã phát triển trồng nấm hương trên diện tích đất là 6 hecta. Theo chia sẻ của anh Phong, nấm hương thích hợp phát triển trong điều kiện độ ẩm cao, nhiệt độ từ 5 đến 30 độ C và biên độ nhiệt trên lệch ngày đêm dao động khoảng 10 độ C là tốt nhất. Trong sản xuất nấm hương, bước quan trọng nhất là chuẩn bị giá thể. Giá thể sử dụng nguồn nguyên liệu chính là mùn cưa từ gỗ cây cao su 80%. Sau khi phối trộn, cần được hấp diệt khuẩn trong 50 giờ. Mỗi giá thể sẽ được cấy 8 phôi nấm, trong giai đoạn mới cấy phôi vào giá thể, cần bọc ni lông ngoài giá thể và rải vôi bột dưới nền để đảm bảo phôi nấm và giá thể không bị nhiễm vi khuẩn. Bổ sung độ ẩm cho giá thể bằng cách bơm nước trực tiếp vào giá thể bằng kim và phun sương trong nhà trồng nấm khi cần thiết. Sau đó chuyển ra ngoài trồng, các bịch nấm được đặt trên kệ cao từ 1,6m, rộng 1m, chia làm từ 5 đến 6 tầng xếp bịch nấm, đảm bảo giữ ẩm để cây nấm phát triển. Sau khi đưa nấm ra ngoài trồng, chăm sóc khoảng 3 tháng là bắt đầu cho thu hoạch. Khi nụ nấm bắt đầu xuất hiện và lớn dần ở 5 đến 7 ngày tiếp theo, mũ nấm từ màu xám đến đen xuất hiện khe nứt ở mũi nấm là bắt đầu cho thu hoạch được. Tùy điều kiện ăn tươi hay là phơi khô mà chọn giai đoạn thích hợp để thu hái nấm. Thời gian từ khi bắt đầu cấy phôi vào giá thể đến khi kết thúc quá trình thu hoạch mất khoảng 6 tháng. Trong điều kiện chăm sóc bình thường, trung bình một phôi nấm cho thu khoảng 1 kg nấm thành phẩm, còn trong điều kiện chăm sóc tốt, một phôi nấm sẽ cho thu từ 800 đến 1.000 gram nấm thành phẩm. Hiện nay, giá bán nấm hương trên thị trường giao động từ 150 đến 160.000 đồng một ký nấm tươi.